Rồi, ok, chào mừng mọi người đã đến với cái video Yu-Gi-Oh! Matador từ bên channel YouTube Chú Hời Văn Hiền của mình nha. Rồi, thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái trận đấu giữa Galaxy. Thì hiện tại bây giờ cái camera của mình đang chỉ về bên phía khu vực A ha, còn khu vực B thì mình cũng không biết là mình không biết là ở bên B họ sẽ chơi cái deck gì đây. Thì mình thấy thì bên bên khu vực A thì mình thấy là chơi Galaxy nhưng mà có thể mix thêm một số lá bài nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào xem luôn cái lá, cái thế trận này ha. Rồi ok. Rồi bây giờ thì bên B họ sẽ đi trước nha. Bây giờ sẽ tới lượt ở bên phía khu vực A họ đi. Thì mình thấy ở bên phía A họ lên bài cũng chưa có tốt gì mấy. Lần đầu tiên họ summon xuống chỉ là họ chỉ là summon một con quái thú thường mà thôi, và đấm luôn cả ở bên bên phía B. Phía B thì tôi xem thử coi. Không, bên B họ vẫn không đi combo luôn. Tiếp tục thì bên A sẽ lên combo. Tiếp tục bên B sẽ lên con gì đây? XYZ Star. Ok, con này thì một tí nữa mình sẽ nói sao ha. Khi tiếp tục thì sẽ lên con Galaxy và nhảy xuống tiếp nữa sẽ XYZ tiếp. Hy vọng là bên XYZ sẽ lên con gì đây? Number, lên con number 107. Không biết cái con number 107 này nó có tác dụng là gì. Thì cái lá bài phép này nó hơi bị rối rem ha. Lá bài phép này thì mình có tìm hiểu nhưng mà mình đọc mình vẫn có chưa hiểu lắm. Ok, dẹp qua lá bài đi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái con Star Laser này nha. Thì cái con này khi mà nó được triệu hồi bằng XYZ thì nó sẽ triệu hồi đặc biệt một cái con rồng photon từ ở trên tay của mình xuống sân. Và cái hiệu ứng của nó là đáng ăn tiền nhất là ở chỗ này nha. Khi mà nó ở trên sân thì đối thủ của mình á thì sẽ không dùng được những lá bài phép hay là hoặc là những lá bài có hiệu ứng á, mà ta ghép vào những con quái thú ở trên sân của mình có sức tấn công trên 2000 nha. Thì mình thấy là cái con quái thú này nó có thể là bảo kê cho cái dàn sân của mình nha. Và cái hiệu ứng nhanh của cái con quái thú này nữa là nó có thể tách một nguyên liệu ha, nó có thể tách một nguyên liệu XYZ của nó, rồi sau đó nó sẽ triệu hồi một cái con rồng Legacy Photon từ mẫu Banish với lại mẫu lên sân luôn ha. Thì con này thì mình thấy là khá là ok. Rồi ok, tiếp theo nữa thì cái lá bài 7, thì cái lá bài 7 này nó chỉ là cover, nó chỉ là giúp cho những cái deck này nó đánh hoàn thiện hơn. Cái lá bài này, cái lá bài 7 này mình thấy khá là ok ha. Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem cái ở bên khu vực A họ sẽ đi combo như thế nào. Tiếp tục thì họ sẽ XYZ lên. XYZ lên con gì đây? Wow. Hầu như là những cái con XYZ này, mấy con number này là mình chưa gặp bao giờ luôn. Number 107. Rồi ok. Number C 107. Thì con number trước là con number 107, còn con này thì là number C. Rồi tiếp tục vẫn là lên một con rồng Galaxy tiếp. Biết là ở bên khu vực A họ có quyết định là kết thúc đối thủ luôn hay không, hay là bên A họ sẽ múa tiếp. Theo mình nghĩ thì ok, bên khu vực A họ quyết định là sẽ đấm luôn và kết thúc cho cái trận này nó càng nhanh càng tốt. Rồi ok, vậy là video của mình xin phép kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn xem video cảm thấy hay hãy nhớ like với lại bấm subscribe channel YouTube Chú Hời Văn Hiền của mình. Nếu mà các bạn thích xem những cái content như thế này hãy để comment bên dưới cái video nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.